chào quý vị các bạn. Đây là mẫu đẩy cover, có mã là 1250, cửa hàng tôi bán với giá 6 triệu đồng. Và sản phẩm này tôi đang test để gửi cho các khách hàng ở Việt Trì, Phú Thọ. Tôi đang đấu tạm vào một con vang, con này có tên là Guti. Và con vang này có tên là 5FX, con này tôi đang thanh lý giá 2 triệu con vang này. Còn đẩy giá 6 triệu, đẩy thì đã có người mua và test hàng. Vang này 5FX giá 2 triệu. Vang cơ lai số. Quay qua về hình thức của em đẩy này. Đường tín hiệu đã cắm sẵn. Cắm tín hiệu bằng rắc nối bắp chuối và để sẵn đầu để về khách hàng có thể đấu dây loa vào đây. Đó, đấu chập cầu âm dương. Đánh hai đôi, đây tôi đang đấu liền hai đôi vào cầu âm cũng dương. Và khi đấu vào thì các bác nên có chút băng dính để cho nó khỏi chập vào nhau. Còn đây là đường vào tín hiệu rắc 3, rắc 6 ly được nối tiếp với đầu hoa sen. Có hai cách để cấp tín hiệu cho cái đẩy này, đó là rắc canon hoặc là có thể cắm vào rắc 6 ly ở hai bên. Rắc 6 ly này thì sẽ tiện bởi vì mình sẽ tận dụng được ngay cái dây AV mà đang có. Sản xuất tại Nhật Bản, điện 200 điện 110, điện 120, như tôi vẫn đang cắm điện 100V. Cắm 100V vẫn dùng tha hồ và chất lượng nha. Thông tin cửa hàng Bigaro ở đâu Hà Nội. Cọc loa cắm đúng chiều. Còn cái JAV này thì cắm không cần phải đúng. Đơn giản. Còn trên tín hiệu thì nếu cắm với vang thì mình sẽ cấp chạm vào vang và từ vang nó có đường xuống xuất âm thanh xuống đây. Thường thì mình sẽ để đẩy một mức volume cố định như thế này. Và đây là đèn báo tín hiệu dẫn loa, sẽ chỉnh volume ở trên âm linh vang. Đây là nguồn tín hiệu vẫn còn đang nhỏ, kia là loa chưa mở to thì đèn mới sáng ở mức ban đầu. Đang đấu vào một đôi bông và đôi BK, quá đơn giản với em đẩy này để có thể chơi. Tất nhiên đẩy này các bạn nên dùng vào những đôi loa chính hãng, chính hãng nha, vì nó sản xuất ra để dùng cho loa karaoke chính hãng. Riêng những loại đẩy này, nếu cửa hàng không test, không dọn dẹp vệ sinh kỹ thì tôi đảm bảo các bác chạy như giờ hơi luôn, hoặc là không thể chạy được, nó kêu, nó rít và nó rè. Đấy là các bác mua đẩy bãi. Xin cảm ơn các bạn.